Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Liên quan tới vụ dẫm đạp tại một sự kiện tôn giáo ở thành phố Hathras, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, cảnh sát Ấn Độ đã công bố một báo cáo cho thấy số người tham gia sự kiện này có thể lên tới 250.000 người, hơn gấp 3 lần số người được cho phép. Truyền thông Ấn Độ cho biết số người thiệt mạng trong vụ dẫm đạp đã tăng lên 121 người. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do một trận bão bụi đã gây ra tình trạng hoảng loạn và hầu hết người tử vong trong số này là phụ nữ. Sự kiện này chỉ được cấp phép cho 80.000 người tham dự, nhưng số người tham dự lên tới hơn 250.000 người. Trong khi đó, giới chức địa phương cho biết vụ dẫm đạp xảy ra khi một trận bão bụi dữ dội quét qua khu vực gần thành phố Hathras, Tình trạng hoảng loạn đã xảy ra khiến nhiều người bị dẫm đạp, ngã chồng lên nhau và một số người bị ngã xuống công viên ven đường. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân, đồng thời cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng 2.400 đô la Mỹ và với người bị thương là 600 đô la Mỹ. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản bắt đầu phát hành loại tiền giấy mới sử dụng hình ảnh 3 chiều 3D tiên tiến đầu tiên trên thế giới để chống tiền giả. Đây là lần đầu tiên sau 20 năm Nhật Bản lưu hành tiền giấy mới. Tiền giấy mới gồm 3 loại có mệnh giá 10.000 Yên, 5.000 Yên và 1.000 Yên, in hình chân dung 3 chiều của các nhân vật lịch sử gắn liền với các tổ chức tài chính và giáo dục của Nhật Bản. Hình ảnh sẽ thay đổi tùy theo các hướng và góc nhìn khác nhau. Loại tiền giấy này có nhiều tính năng bảo mật mới, trong đó có một số tính năng lần đầu tiên được áp dụng trên thế giới để ngăn chặn làm giả và tăng tính khả dụng. Ngoài ra, các tờ tiền này còn có các dấu xúc giác để người khiếm thị xác định được mệnh giá đồng tiền. Tiền giấy mới sẽ được lưu hành rộng rãi tới người dân thông qua các tổ chức tài chính và các ngân hàng. Nhật Bản có kế hoạch in khoảng 7,5 tỷ tờ tiền mới vào cuối tài khóa này và lưu hành song song với tiền giấy cũ. Nhắc mộng trượt giá vẫn tiếp tục đeo bám đồng yên của Nhật Bản, khi hôm nay đồng tiền này tiếp tục suy yếu xuống mức thấp kỷ lục mới. Yên Nhật đã chạm đáy 38 năm so với đồng đô la Mỹ, đồng thời ở mức thấp nhất lịch sử so với đồng euro. Bất chấp điều này, giới chức Nhật Bản vẫn kiên định chính sách hạn chế can thiệp và chỉ đang theo dõi một cách thận trọng. Cụ thể, đồng yên đã giảm khoảng 0,2% xuống 161,875 yên đổi 1 đô la Mỹ, mức thấp nhất kể từ tháng 12 năm 1986. Tỷ giá trao đổi giữa yên Nhật với euro cũng giảm xuống mức thấp nhất lịch sử là 173,8 yên đổi 1 euro. Diễn biến này khiến Bộ Tài chính Nhật Bản phải theo dõi chặt chẽ và cân nhắc hành động thận trọng các nhà quan sát thị trường suy đoán có thể sẽ có hành động can thiệp nhẹ trong ngày mùng 4 tháng 7 khi kỳ nghỉ lễ Quốc khánh tại Mỹ khiến thanh khoản đô la Mỹ sụt giảm và gây thêm áp lực lên tỷ giá với đồng yên. Tuy nhiên, một số nhà phân tích khác lại cho rằng khó có sự can thiệp khi đồng yên đang sụt giảm một cách có trật tự. Việc yên nhật liên tục mất giá càng làm tăng thêm gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân. Nhiều hộ gia đình ở Nhật Bản phải vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao do hàng hóa nhập khẩu đắt đỏ hơn. Chính phủ Nhật Bản đang phải thực hiện các biện pháp bổ sung nhằm hạ nhiệt lạm phát. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay đã cùng với các quan chức quân sự hàng đầu của nước này thảo luận về cách thức đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI trong lĩnh vực quốc phòng nhằm xây dựng một quân đội thông minh hơn. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, cuộc họp đã thảo luận về các nỗ lực chính sách nhằm mở rộng việc ứng dụng công nghệ AI nhưng vẫn đảm bảo các tiêu chuẩn an ninh mạng nghiêm ngặt của quân đội. Ngoài ra, các quan chức cũng thảo luận về việc thiết lập mạng 5G cho ngành quốc phòng và bồi dưỡng các chuyên gia công nghệ AI. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho ra mắt hệ thống AI tạo sinh quốc phòng cung cấp các dịch vụ do AI thực hiện như dịch thuật ngữ quân sự và tra cứu thông tin nội bộ cho nhân viên. Trước đó, hồi tháng 4, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng đã khánh thành một trung tâm nghiên cứu về phát triển AI trong lĩnh vực quốc phòng như một phần của sáng kiến đổi mới quốc phòng 4.0 hướng tới xây dựng một quân đội tinh gọn nhưng thông minh hơn. Trong hai năm tới, Trung Quốc sẽ thiết lập hơn 50 tiêu chuẩn quốc gia về công nghiệp cho trí tuệ nhân tạo AI, đồng thời ban hành một hệ thống tiêu chuẩn cho việc phát triển lĩnh vực này. Đây là những thông tin được đưa ra trong văn bản hướng dẫn chung vừa được Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin cùng với ba cơ quan khác trong chính phủ Trung Quốc đưa ra ngày hôm nay. Theo đó, có 7 lĩnh vực chính sẽ phát triển hệ thống tiêu chuẩn AI, trong đó có các công nghệ chính, sản phẩm và dịch vụ thông minh và ứng dụng trong ngành AI. Việc phát triển các tiêu chuẩn AI sẽ giúp thúc đẩy tiến bộ công nghệ, phát triển doanh nghiệp và nâng cấp ngành công nghiệp để từ đó tạo ra cú hích cho tiến trình công nghiệp hóa mới. Trước đó, chính phủ Trung Quốc đã công bố sáng kiến AI Plus nhằm thúc đẩy kinh tế số, khởi động tiến trình chuyển đổi và hiện đại hóa các lĩnh vực sản xuất. Những năm gần đây, ngành AI của Trung Quốc đã đạt được nhiều tiến bộ cả về công nghệ sáng tạo và ứng dụng trong thực tiễn. Theo dữ liệu chính thức, nước này hiện có hơn 4.500 công ty AI với tổng giá trị 81 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, tăng gần 14% so với năm trước đó liên quan tới cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2024, vừa qua, ban vận động tranh cử của cựu tổng thống Donald Trump ứng cử viên Đảng Cộng hòa cho biết, số tiền gây quỹ của ông Trump trong quý 2 đã vượt tổng thống đương nhiệm Joe Biden và các đồng minh Đảng Dân chủ huy động được trong cùng kỳ. Theo báo cáo mới nhất, ông Trump huy động được 331 triệu đô la Mỹ tiền quyên góp trong quý 2, còn tổng thống Biden là 246 triệu đô la Mỹ. Ban vận động của ông Trump cho biết hoạt động gây quỹ tiếp tục tăng cùng với sự ủng hộ ngày càng lớn của cử tri. Các cố vấn của ông Trump tin tưởng động lực gây quỹ sẽ tiếp tục mạnh hơn nữa, đặc biệt trước thềm đại hội sắp tới của Đảng Cộng Hòa. Trong khi đó, nhóm vận động của Tổng thống Biden đang phải nỗ lực chấn an các nhà tài trợ sau màn tranh luận giữa hai ứng cử viên Tổng thống tối ngày 27 tháng 6 vừa qua. Nhóm này cho biết có tới 95% số tiền quyên góp được trong quý 2 là các khoản đóng góp dưới 200 đô la Mỹ, cho thấy vẫn có số lượng đông đảo người dân Mỹ ủng hộ tổng thống Biden. Điều này phần nào sẽ giúp nhóm vận động giảm bớt áp lực phải phụ thuộc vào các nhà tài trợ giàu có, vốn đang hoài nghi về khả năng tái đắc cử của vị tổng thống đương nhiệm. Trong nỗ lực tiếp tục lấy lòng các cử tri, tổng thống Biden đang kêu gọi các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia giảm giá thuốc trị tiểu đường và giảm cân. Trong bài viết chung với thượng nghị sĩ Bernie Sanders đăng trên báo chí Mỹ, ông Biden cho rằng mức giá cao của hai loại thuốc trên đang ảnh hưởng đến hàng triệu người dân Mỹ, thậm chí có nguy cơ làm tổn hại đến hệ thống chăm sóc sức khỏe của nước này.